Vâng, như các bạn đã biết, xe tải đi rừng là một chiếc xe tải hai cầu mà từ trước đến giờ nhà máy ô tô Chiến Thắng đã cho ra đời cái dòng 6 tấn 2 máy cơ. Và sau này thì là 7 tấn 7 nổi trội lên là cái dòng sản phẩm hai cầu dầu của nhà máy ô tô Chiến Thắng. Nhưng ngoài cái sản phẩm hai cầu dầu ra thì còn một cái sản phẩm nữa, đó là cái sản phẩm 6 tấn 8 hai cầu lắp của nhà máy ô tô Chiến Thắng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mà các bạn có thể là không biết đến. Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn một sản phẩm 6 tấn 8 hai cầu lắp của nhà máy ô tô Chiến Thắng. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Nói về nhà máy ô tô Chiến Thắng thì có trụ sở đặt tại quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Từ trước giờ nhà máy ô tô Chiến Thắng là một cái trong số các nhà máy lắp ráp xe ở Việt Nam cho ra những sản phẩm là cực kỳ chất lượng, các bạn đã biết đến. Và cái sản phẩm xe hai cầu máy cơ 6 tấn 2 ngày xưa chuyên để đi rừng và đôi khi là để chạy vật liệu xây dựng nữa ở các cái vùng cao. Nó đã từng làm mưa làm gió. Thì nay là cái sản phẩm tiêu chuẩn khí thải Euro 4 đã có hai cái sản phẩm. Thứ nhất, nó là cái xe cầu dầu 7 tấn 7. Chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều đến các bạn rồi. Và đây nữa, một cái sản phẩm nữa, đó là 6 tấn 8 hai cầu lắp. Các bạn có thể nhìn thấy cái con 6 tấn 8 này nó có cái hình dáng nó rất giống với con 7 tấn 7 đúng không ạ? Đúng rồi đấy ạ. Cái cabin form mẫu nó, cái thiết kế của nó khá là giống, giống đến 80-90% ấy. Cái cabin 77 thì nó là phao, còn cái cabin 68 này thì nguyên bản là của nhà máy Chiến Thắng, logo của Chiến Thắng đây ạ, và chữ Chiến Thắng đây đó. Cái cabin này thì vẫn là một cabin mới, kể cả cái nội thất của nó thì vẫn rất chi là hiện đại. Một lát nữa chúng ta lên xem nội thất, chúng ta ngắm qua cabin. Cái lớp sơn thì vẫn là lớp sơn xanh đặc trưng của xe Chiến Thắng, màu xanh đặc trưng nhá. Và mẫu cabin này nó là một mẫu cabin mới, bắt đầu từ 2020 nó mới ra. Các bạn ít dùng đến cái xe 6 tấn 8 này vì chúng tôi ít giới thiệu cho các bạn. Và vì nó là cầu lắp. Cái cầu lắp thì nó có cái ưu điểm của cầu lắp riêng. Nhưng nếu mà để chạy về đường san lấp hoặc là đường chạy trong rừng, đường khó thì cầu dầu thì nó vẫn nhiều cái ưu điểm hơn. Nhưng cầu lắp này, cái giá của nó tốt hơn rất nhiều so với cả cầu dầu. Các bạn có tin không ạ? Chỉ có hơn 500 triệu một chút thôi, các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe 6 tấn 8 hai cầu lắp này rồi. Hơn 500 triệu thôi ạ. Và chúng ta cùng nhau để khám phá cái xe 6 tấn 8 hai cầu lắp này nhé. Cabin mới, rất đẹp. Nội thất thì các bạn lên thì biết, cực kỳ là hiện đại. Ngoài ra thì có gì nữa ạ? Nó đi kèm nó là một khối động cơ 103 kW. Cái khối động cơ này, cái công suất máy này nó ngang với con cầu dầu 7.7. Ngang 7.7 đấy nhá. Đó. Khối động cơ 103 kW. Nó vẫn dùng cái cỡ lốp 900-20, la răng 20. Cũng như là con cầu dầu thôi. Nhưng mà nó cầu lắp. Và cái cầu của nó thì cũng rất là to. Các bạn có thể nhìn qua cái cầu trước của nó đây. Cái tỷ số truyền của nó vẫn là 6.33 nhá. Kể cả cái con cầu dầu hay cầu lắp đây, thì số truyền con cầu lắp này vẫn là 6.33. 6.33 này thì nó là cầu chậm rồi. Tôi nhớ không nhầm thì 6.33 này nó ngang với cái con hổ vồ 4 chân thời điểm giờ, cầu dầu. Nó là cầu chậm, tỷ số truyền của nó vẫn là 6.33. Cầu trước cũng rất to. Cái thùng hàng của nó thì nguyên bản là chở được 5 khối 7. Nó nhỏ hơn một chút so với cả con 7.7. 7.7 thì thùng hàng nguyên bản nó đâu đó được khoảng độ 6 khối 3 mấy ấy, khoảng 6 khối 4. Thì con này là 5 khối 7. Nguyên bản 5 khối 7. Chiều dài của nó là 3m76, rộng 2m12 và thành nó cao 71 phân.
vẫn dùng các cái mác thép như con 7.7, chất lượng thép cực tốt, thùng dày dặn. Tháp ben thì vẫn dùng chung cái tháp ben của con 7.7, tháp ben to. Khung gầm thì vẫn thế, vẫn là sassi lồng hai lớp và sassi phụ là chữ U, rất khỏe. Bình hơi ở đây thì là bình hơi đều hợp kim nhôm rồi, các bạn có thể nhìn thấy, không sợ han gì nữa, mở rất bền. Đó. Cái kết cấu, cái cấu hình xe của con 6/8 này thì nó chỉ khác một chút thôi so với con 7/7 là cái cầu dầu thôi. Còn về cấu hình thì nó ngang pheo luôn, ngang pheo con cầu dầu luôn. Mà giá rẻ hơn rất nhiều, giá rẻ hơn tương đối so với con cầu dầu đấy ạ. Các bạn có muốn đầu tư thêm xe hay là muốn đầu tư mới mà cái kinh phí, cái tiềm lực tài chính của mình nó đang bị giới hạn, thì các bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm cấu láp này. Một trong số các sản phẩm mà chúng ta có thể là cầy được ra tiền, mà cái chi phí chúng ta là nó thấp hơn một chút, rất kinh tế. Đó. Đây, chúng ta có thể nhìn đằng sau này thì chúng ta có sẽ hiểu là cái con cầu láp này nó như nào nhá. Riêng cái cầu là cầu láp, nhưng mà cái đùm cầu rất to. Đây ạ, các bạn có thể nhìn cái đùm cầu rất to. Và hệ thống nhíp nhá, ở đây nó không thua kém gì nhíp với cả con 7.7 cả. Đây, chúng ta có thể nhìn này, tôi đếm cho các bạn xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 14, 15 lá dưới tầng 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 lá tầng 2, tổng cộng là 23 lá nhíp. Ngoài ra thì nó có một cái gối kê nữa, gối kê cái nhíp kia nữa. Đó, cho nên là cái đít này nó hơi cao hơn một chút. Trước đây thì con 7/7 nó cũng kê gối nhíp này, nhưng sau phải hạ. Thì con này thì thời điểm giờ thì là các bác tài chạy phản ánh lại là vẫn chưa vấn đề gì cả. Đít nó vẫn bình thường, vẫn chưa bị vảnh lắm. Nếu các bạn có nhu cầu muốn hạ để đít nó đỡ vảnh hơn khoảng độ 10 phân thì chúng tôi vẫn có thể là hạ được cái gối nhíp kia xuống, để làm sao mà các bạn đít nó đỡ bị vảnh lên, chạy nó dễ hơn. Đó. Vẫn là sassi này, lồng hai lớp này. Cái sassi của Chiến Thắng thì vẫn là cái sassi mà nhập hết nhá. Tất cả các linh kiện mà của Chiến Thắng lắp ráp thì đa số đến cái tỷ lệ độ điều hòa nó rất chi là thấp. Nó toàn là cái đồ của Trung Quốc nhập về xong rồi lắp lên thôi. Ở đây có thùng lốp, ắc quy, bình hơi, một số các chi tiết là của Việt Nam đóng thôi. Còn đâu là toàn linh kiện Trung Quốc hết. Vài bác tài của chúng tôi lấy xe này về chuyên chạy gỗ thì các bác ấy kê cọc cao lên để chạy rừng, chạy gỗ. Và cái con này thì là một trong số những cái sản phẩm mà để chuyên chạy ở trong rừng ra chở gỗ. Đó. Vì nó giống như con 7/7 ấy, cái trọng tâm của nó, cái chiều dài cơ sở của nó là 3m3, nó dồn hết trọng tâm về phía đằng trước. Chúng ta chạy hàng khi mà lên dốc không bị bềnh đầu. Đó là cái đặc trưng của dòng xe Chiến Thắng để đi rừng. Đó. Và cái cabin của nó thì sử dụng cái cabin đơn, rất gọn. Cabin đơn không có giường nằm, nó rất gọn. Nó vẫn được 3 chỗ ngồi. Đấy. Cực kỳ là gọn gàng. Cái bình dầu này, cái dung tích của nó là 180 lít. Cái bình dầu này cũng là cái bình dầu ở Việt Nam đóng nhá. Bình dầu này, bình hơi này, mấy cái bình bình hơi ấy, bình dầu này cũng là hợp kim nhôm Việt Nam đóng này. Ở đây chúng ta có này. Đấy. Công ty nhiệm nhận một thành viên này, công nghệ 4.0 này. Đồ Việt Nam đóng rất chất. Các bạn có thể nhìn từ các mối hàn. Đó. Một vài cái chi tiết mà của Việt Nam. Còn đâu là của Trung Quốc hết. Chúng ta cùng nhau xem cái khối động cơ của nó mà xem. Khối động cơ 103 kW. Cái con này thì cái bộ ly hợp nó là bộ ly hợp lớn nhá. Máy Zhiu Chai 103 kW ở tại vòng tua là 2800 vòng trên phút.
Các bạn có thể nhìn thấy là cái bộ ly hợp rất lớn này, là con bọt ép lớn này, số to này. Đấy, ngang ngửa với con cầu dầu 7.7 luôn. Rồi, bây giờ tôi sẽ hạ cabin. Chúng ta thử cùng lên xem theo cái nội thất của nó nhé. Cái nội thất của nó thì rất hiện đại, rất mới. Và thời điểm giờ thì nhà máy tôi Chiến Thắng, tất cả các dòng xe của Chiến Thắng gần như 100% là đã tích hợp sẵn điều hòa. Và chìa khóa bấm mở. Cái này trông thế thôi, nhưng nó là một trong số những cái mà các bác tài về hay phải chế, hay phải độ lại. Đây, chìa khóa của nhà máy tôi Chiến Thắng, hai chìa nguyên bản đây. Đó, điều hòa này, khóa điện này, kính điện này. Nào, bây giờ chúng ta cùng lên nhá. Tôi vừa bước lên cái nội thất của con 6.8 hai cầu lắp này thì nó cho tôi một cái vẻ khá là hiện đại. Hiện đại là khi mà chúng ta ngồi lên cái cabin ấy, tất cả các thiết kế ở đây thấy rất nhiều nút bấm. Rất nhiều nút bấm ạ. Đây, một loạt các nút bấm đây. Đó, rất hiện đại, đúng không ạ? Cái con này ấy thì nó là cầu lắp, cho nên nó không có khóa cứng, khóa vi sai, nhưng mà nó vẫn đầy đủ phanh cổ bô này, phanh cúp bô này, rồi là số rùa thỏ ở đây này. Đấy, các bạn nên phân biệt một chút đâu là số rùa thỏ và đâu là số 2 tầng nhá. Số 2 tầng khác nhá, mà số phụ khác nhá, số rùa thỏ khác nhá. Con này nó chỉ có số phụ thôi này, số chậm này, rùa thỏ này. Còn số 2 tầng thì nó phải 2 tầng số nhá. Giống như con Trường Giang hay là một loại một vài dòng số khác thì nó phải là 8 số hoặc là 10 số cơ thì mới là số 2 tầng. Con này chỉ có 5 số tiến và 1 số lùi thôi. Kèm theo đó là số phụ, số chậm đây, số mạnh. Đó, tùy từng địa phương. Nhưng nó không phải là số 2 tầng. Số 2 tầng là phải là 2 tầng số. Một là 8 số, hai là 10 số. Con này chỉ có 5 số thôi. 5 số tiến, 1 số lùi thôi. Đó. Cái nội thất con 6.8 này thì nó hơi khác một chút so với cả con 7.7. Nhưng cái đồng hồ Tablo nó thể hiện đây thì các bạn có thể nhìn thấy nó khá là hiện đại. Cái đồng hồ Tablo này ở đây nó thể hiện rất nhiều thông số đấy ạ, bằng cái màn hình LCD ở đây, nhỏ nhỏ ở đây. Hai đồng hồ cơ hai bên báo km/h. Đây, báo dầu. Báo dầu ở đây. Đó, báo dầu ở đây này. Rồi là báo nhiệt độ nước ở đây này. Báo hai bình hơi đây này. Tôi vừa chạm vào còi. Còi hơi. Tôi tắt cái còi hơi đi. Đó. Tắt còi hơi đây. Chúng ta lên tắt cái còi hơi này đi khi mà chúng ta không cần thiết phải dùng đến, tại vì nó khá là nguy hiểm khi mà chúng ta chạy trên đường. Đây, còi hơi đây. Đó, nó tắt đi. Chúng ta sử dụng còi điện thôi. Đấy. Tiếp tục ở cái đồng hồ Tablo. Ở đồng hồ Tablo ở đây thì đây, thể hiện khá nhiều thông số đây. Đó. Đầy đủ nhá. Đầy đủ đây. Đầy đủ các thông số ở trên này. Trên một cái màn hình LCD nhỏ nhỏ ở đây. Đấy. Ngoài ra thì là cái xe này nó có một cái thiết kế là khá là nhiều gương. Khá là nhiều gương. Để chúng ta có thể quan sát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái gương cơ. Đến 6 cái gương để chúng ta ngồi có thể quan sát được tất cả các điểm mù, các góc khuất khi mà đi trên đường, cho cái độ an toàn nó cao hơn rất nhiều. Đó. Và chiếc xe này thì thời điểm giờ vẫn đang được bọc nỉ thôi, ghế ấy, đang được bọc nỉ thôi. Các bạn đến với chúng tôi thì chúng tôi có thêm một vài cái option nữa để tặng các bạn. Đầu tiên là ghế bọc da. Cái thứ hai nó là cam đùi, cam hành trình. Nhưng cái cơ bản nhất để các bạn có thể là lưu thông ở trên đường làm sao cho nó an toàn, đó là cam đùi và cam hành trình. Đó, hai cái option chúng tôi sẵn sàng tặng thêm cho các bạn mua xe bất cứ khi nào, bất cứ cái dịp gì, không cần phải chờ khuyến mại khi đến với chúng tôi. Khi mà có nhu cầu hay là muốn tham khảo thêm, muốn biết thêm nhiều về xe hay là một vài các sản phẩm khác của Chiến Thắng hay như là của Trường Giang, các bạn hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Chúng tôi tư vấn đến các bạn 24/7. Và cũng rất mong các bạn là bớt chút thời gian nếu mà muốn đến xem mục sở thị tận nơi. Lúc nào cũng sẵn sàng xe để các bạn có thể chạy thử.
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.